Tối ngày 18 tháng 6, Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về đất đai E-Golden năm 2024. Cuộc thi được tổ chức có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung, pháp luật về đất đai nói riêng, tạo sự lan tỏa đến với người dân, doanh nghiệp, nhất là đội ngũ sinh viên, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường. Theo đó, nội dung thi tập trung vào các chính sách, quy định của Luật Đất đai năm 2024. Đạo luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 ngày 18 tháng 1 năm 2024. Cuộc thi là cầu nối giúp các bạn sinh viên giao lưu, gắn kết và thể hiện kỹ năng nghiên cứu, tranh biện, khả năng tư duy pháp lý. Đặc biệt, cuộc thi được tổ chức thể hiện tinh thần sáng tạo, xung kích của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành tư pháp với mong muốn đưa Luật Đất đai năm 2024 đi vào cuộc sống.